Đã từ lâu, người dân xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá tự nhiên. Theo thời gian, nguồn lợi thủy sản trên sông ngày càng cạn kiệt, nhất là những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá chiên. Nhận thấy vấn đề đó, vài năm trở lại đây, người nông dân thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa đã chủ động tìm tòi, học hỏi và đầu tư làm lồng, bè để nuôi cá chiên trên sông và trở thành thôn nuôi cá lồng nhiều nhất xã. Từ nghề nuôi cá chiên lồng, nhiều gia đình trong thôn đã thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá giàu. Gia đình ông Trịnh Văn Công, thôn Ba Luồng là một trong những người tiên phong trong việc nuôi cá chiên lồng ở xã Thái Hòa. Năm 2008, thấy được hiệu quả kinh tế của nghề nuôi cá chiên lồng, ông Công đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư lồng, bè để nuôi cá. Hiện nay, gia đình ông đã có 8 lồng cá chiên, trung bình mỗi năm cho thu nhập trên dưới 400 triệu đồng. Từ ngày chăn nuôi cá lồng, cũng nghe anh em bạn bè thì là cũng đi xem một số mô hình chăn nuôi, thì cũng xuống lồng thì là từ ngày đấy thì điều kiện kinh tế gia đình nó cũng khám khá hơn. Nói chung là cũng nếu mà so sánh với mức độ chăn nuôi thì nó khác với lại cái ngày mà mình chưa xuống lồng bè. Còn gia đình ông Vương Văn Hùng, thôn Ba Luồng, có thâm niên 7 năm nuôi cá chiên lồng. Ông Hùng hiện đang nuôi 4 lồng cá chiên, đến cuối năm thu hoạch ước tính gần 200 triệu đồng. Nuôi nghề cá chiên này, chăn nuôi một lồng cá có thể ta thả 120 con trong một lồng. Đấy, một lồng thì tùy theo cá to cá nhỏ, nếu cá to thì ta có thả từ 1 lạng đến 2 lạng, thì cái nguồn vốn nó phải chục triệu, thì đấy là nguồn gốc vốn bỏ ra. Chứ còn riêng cái thức ăn cá mồi, khi cá nó trưởng thành cá mồi thì mỗi một lồng đến khi từ lúc bắt đầu thả xuống là đến khi xuất ta hết tổn 4 triệu tiền cá mồi. Theo những người nuôi cá chiên ở đây thì phải luôn đảm bảo môi trường sạch sẽ cho cá, thường xuyên vệ sinh lồng bè. Trước khi nuôi và sau khi thu hoạch phải khử trùng lồng bè bằng vôi hoặc muối. Để hỗ trợ người dân có thị trường tiêu thụ và nguồn cá chiên giống ổn định, Ủy ban Nhân dân xã Thái Hòa đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đối với phát triển kinh tế thì đem lại thu nhập rất là cao cho bà con nhân dân. Thì qua cái lợi ích đó thì đối với xã thì cũng đang định hướng là thành lập cái hợp tác xã nuôi cá đặc sản trên sông Lô. Thì trong đó chủ đạo là con cá chiên. Thì chúng tôi cũng đang thành lập hợp tác xã, cũng đang có hướng và đang tiến từng bước quy trình để làm sao mà nhằm đem lại cái lợi ích cho bà con nhân dân trong việc là tập trung để sản xuất hàng hóa, đem lại cái thu nhập cao cho bà con nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, tính trung bình, nếu một lồng nuôi từ 100 đến 120 con cá chiên giống, sau 12 tháng, trừ hết chi phí, người nuôi có thể thu lãi khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi lồng. Tỉnh Tuyên Quang có sông Lô, sông Gâm chảy qua và có hồ thủy điện rộng gần 8.500 ha là những điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Chính vì vậy, tỉnh đang khuyến khích các hộ dân nuôi cá đặc sản có giá trị kinh tế cao.